Mình tạm thời chưa biết chỗ ấy, nhưng mà cái này bản này nó tiếng Việt nên anh em có thể tự mình mò mẫm tìm kiếm được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì như đã hứa, hôm qua mình đã hứa với một man ở trong kênh của mình là mình sẽ làm một cái game Việt hóa của H5. Thì hôm nay mình sẽ làm. Ở đây là đăng ký hả? Rồi đăng ký ha. Vậy là ok đó, chúng ta vào game nè. Đó, chỉ có một server. Vào game nè, bấm chơi ngay nè. Đó. Chơi một con nữ đi. Con cung đi. Đó ha, bây giờ vào game nè, đó. Để cho nó tự auto ha. Thì giờ mình xin hướng dẫn sơ với các bạn là nó free cho chúng ta là 2 vạn. Đó. Và VIP 5. Cái này là mình cũng không phải của mình nên cái nó có thâu nhưng mà ad nó sẽ thâu cho chúng ta là tổng là free VIP 17 và ad thâu cho chúng ta là 10 mười mấy ta quên rồi. À. Không phải mười mấy mà là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi kim nguyên bảo. Rồi đen auto để cho nó tự auto ha. Đó ngày 1 chúng ta sẽ nhận được cái gì 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 đó. Đó ngày 2, ngày 3, ngày 4 ghi chú không có gì hết. Ok. Bây giờ mình sẽ cái thâu đó thì các bạn nhắn tin cái tên đăng nhập cho ẹt nha. Tên đăng nhập và tên tài khoản luôn cũng được. Thì mình sẽ để ở dưới cái link, các bạn nào muốn thì có thể qua đó nhờ thâu hoặc là có thể để lại cái tên nhân vật và tên tài khoản ở dưới cái phần comment. Mình sẽ nhờ ad nó làm cho. Mình giới thiệu không phải là khuyến khích anh em là đi nạp game này nọ nha. Cái này các bạn chơi nếu mà chơi hết vàng hết kim nguyên bảo rồi thì các bạn bỏ qua game khác cũng được. Bây giờ mình sẽ nhờ ad nó thâu giùm rồi quay lại cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình vào game lại ha. Ad nó rip tin nhắn lâu quá. Đó nè các bạn thấy nè, 152,3 vạn là 1 tỷ rưỡi đó nha các bạn, 1 tỷ rưỡi vàng nè. Đó, từ lúc ad nó thâu tới giờ là mình chưa có vào luôn. Đây là VIP 17 nè. Đó, vô nhận thưởng VIP 17 ha. Đó, 50 vạn này nọ. Còn cái VIP 18 nữa. Đó, ở đây nè. Quà nạp nè, đâu rồi? Ghi chú bỏ nó đi. Đây nạp nè, hồi nãy mình nạp nè. Đây nạp. Này là ad nó thâu cho chúng ta nha. Chút mình sẽ để link của ad cho. Không thì các bạn có thể bình luận ở dưới cái phần comment.
Đây nạp lần đầu nữa nè. Lầm lầm luôn. Trời, nhịn tù dễ sợ. Đó, bây giờ mấy thằng này không đủ thần khí. Thời trang thì nó mặc ké thôi. Đó, hai thằng mặc con bộ đồ. Cái cánh nằm đâu ta? Này là kinh mạch. Dạ. Kinh mạch cánh đây. Kích ngoài. Tăng tự động. Nó sẽ tài tăng lông vũ, nó có lông vũ này, nó sẽ tự tăng lên. Mình tạm thời chưa biết chỗ ấy, nhưng mà cái này bản này nó tiếng Việt nên anh em có thể tự mình mò mẫm tìm kiếm được. Cánh đẹp quá. Ôi, tốn kém vãi lộn. Ơi ơi ơi, bậy. À, hết lòng bụ rồi. Bên này kích hoạt cánh cho mấy thằng này luôn. Kinh mạch nữa nè. Kinh mạch thì không có nâng cấp tự động được. Dòng nè, đó. Cường hóa này là tự động luôn, quá nhanh. Rồi, chắc mình giới thiệu sơ vậy thôi ha. Các bạn còn bao nhiêu thì các bạn tự tìm hiểu ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share video nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Này là khảm hả? Này là khảm đá. Bye bye nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.